Xin chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc vẫn duy trì ổn định. Mưa hầu như không xuất hiện, ban ngày có nắng hanh với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, mức nhiệt có thể lên tới 32 độ. Tuy nhiên, quý vị lưu ý trời vẫn rất hanh khô do độ ẩm ban trưa chỉ từ 35 cho tới 45%. Về chiều tối và đêm, do trời ít mây nên mặt đất phát xạ nhiệt khiến cho nền nhiệt giảm nhanh. Mức nhiệt thấp nhất về đêm phổ biến trong khoảng từ 17 đến 20 độ tại khu vực đồng bằng và từ 15 cho tới 18 độ, có nơi thấp hơn ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Lui xuống Trung Bộ, thời tiết 3 ngày tới tại đây cũng tương đối ổn định. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn tại khu vực Đà Nẵng cho tới Bình Thuận. Lưu ý từ ngày 9 tháng 11, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, do có hoạt động của nhiễu động, gió đông nên tại đây sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Mưa sẽ còn gia tăng hơn trong những ngày sau đó. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo là nắng với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Quý vị lưu ý là trong những ngày tới, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vào kỳ chiều cường rằm tháng 10 âm lịch. Mực nước tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai đang lên theo chu kỳ chiều cường, lại cộng thêm ảnh hưởng của gió Đông Bắc đẩy nước từ biển và sông rạch nên dự báo đỉnh chiều cường có thể đạt mức cao. Dự báo mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè đợt này có thể đạt từ 1,7 đến 1,75 m, gây ngập úng các khu vực trũng thấp. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa phổ biến mưa vài nơi, thịnh hành gió Đông Bắc ở cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, đặc biệt tại khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết cuối ngày 6 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.